một GM 1035 bật lên chạy tiếng Việt. Mình bây giờ hôm mấy hôm nay nó lại được update mới, nó được online. À không nhận, nghĩa máy chết rồi không nhận. Mình phải cứu sống lên, bắt đầu cắm vào nó nhận delay thôi. Tao mà vẫn nhận mà, vẫn chạy bình thường. Máy chưa được con này. Ảnh khó khăn lắm. Làm có sau nó hỗ trợ dần mình làm. Không phải đâu mà là vấn đề môi trường bây giờ nó đang đấy, cho nên là những ông nào làm về môi trường đang gọi là được tỉnh đầu tư ưu đãi, cho nên là kích thích hết. Còn bọn này nó mới rác thải nó sản xuất mà sản xuất ra máy đúng phải là nó cứ lỗ nó tiết kiệm sáng quắc đấy, nó vẫn đánh vào rác là nó xử lý để đi đúng không? Rủi ro cao thì lãi suất cao. Vậy mua được.